Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với Bikun Channel nha. Thì hôm nay Bi với mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích qua cái banner nửa đầu trong phiên bản 4.5 ha. Thì hôm bữa Bi cũng có làm cái video dự đoán về cái banner này rồi, thì Bi không có đoán là nhân vật Yunjin. Trong cái video Bi cũng có nói là Bi không thể nào tin được là sẽ có hai nhân vật 4 sao hệ nham, bởi vì nó có hai con 5 sao hệ nham rồi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là sai hoàn toàn nha anh em. Nó có con Yunjin nha. Lúc đó mình không tin thôi, chứ thực ra là mình cũng có cái cơ sở để mình đoán nhân vật này, nhưng mình không tin nên mình không đoán ha. Còn bây giờ thì thông tin về cái banner này thì ai cũng biết rồi ha. Thì 5 sao thì sẽ có hai con là Chiori với lại Ito ha. Thì một cái banner thường thì Bi sẽ chấm cái tố số điểm tối đa là 10 điểm, nên là cái phần 5 sao thì Bi sẽ chấm 5 điểm. Thì Chiori với Ito thì Bi thấy hai con này nó đều có, hai con này đều là hai con ok, cả hai con ổn, nên mình sẽ chấm tối đa là 5 điểm nhé. Lý do thì rất là đơn giản, là Ito hiện tại vẫn là một nhân vật rất là tốt ở trong La Hoàng. Thứ hai là Chiori là một nhân vật mới, nhân vật này là nó có cái bộ kỹ năng Nana, con Abido ấy, nó là một cái dạng giống như là kiểu phiên bản nâng cấp của Abido. Chỉ đơn giản là mình chưa biết là nó có mạnh hơn Abido hay không thôi, nên thì mình chờ tìm hiểu, nên là mình vẫn sẽ chấm tối đa điểm cho nhân vật này tại vì đây là một nhân vật mới. Còn bên cái phần 4 sao là chúng ta sẽ có ba nhân vật là Yunjin, Goro với Dori ha. Dori thật sự là không ngờ là nó có gì luôn. Dori thì cái bộ kỹ năng của nó như thế nào? Tại vì cái bộ kỹ năng của Dori nó có một cái bất cập là cái thời gian duy trì kill thì nó có 12 giây thôi, mà CD kill thì tới 20 giây lận, cái thời gian chết rất là dài luôn, tận 8 giây lận. Đấy là cái bất cập duy nhất làm cho Dori ít được người ta sử dụng thôi. Nên là hiện tại Dori rất là ít được dùng, nên là nhân vật này mình không đánh giá cao, nên là mình sẽ chấm nhân vật này là 0 điểm nhé. Yunjin thì trước giờ thì Bi cũng chưa bao giờ thấy Yunjin nó mạnh. Sau khi mà một thời gian đủ dài mình trải nghiệm, mình thử rồi thì mình thấy Yunjin nó búp thêm đam cho mấy con DPS đánh thường ấy, thì nó vẫn không bằng những cái con mà sub DPS, ví dụ như con Zeylan đúng không? Nếu mà sử dụng Zeylan nó vừa có tạo hạt, nó vừa có nhiều sát thương nữa, nó còn cấp nguyên tố nữa, nó ngon hơn con Yunjin rất là nhiều, mà nó sạc dễ hơn. Còn con Yunjin thì nó búp không bằng cái lượng đam mà con Yunjin nó búp cho con DPS, nó không bằng con Zeylan nó cho, mà nó sạc thì rất là cực và nó không có sát thương nữa. Nói chung là Bi không đánh giá con Yunjin quá cao, nên là Bi chấm Yunjin 0 điểm luôn. Và cuối cùng là Goro. Goro thì mình luôn biết rồi, hiện tại có những con DPS hệ nham nào đó thì đều đi với Goro ngon hết, nó búp rất là nhiều luôn. Nên là Goro thì mình chấm full điểm là 1.5 điểm. Thì cái banner nhân vật thì kỳ này thì Bi sẽ chấm tổng là 6.5 điểm. Thì với một cái banner 6.5 điểm thì nó cũng không phải là một cái banner quá ngon anh em nhé, không phải là một cái banner tốt, nó chỉ là tầm ở cái mức trung bình thôi, chưa được ở mức khá nữa. Đấy, nên là cái banner nhân vật thì tùy anh em nhé. Nếu như bạn nào mà thích Ito hoặc là thích Chiori thì các bạn có thể đầu tư, hoặc là đang cần nhân vật Goro thì các bạn đầu tư cũng ok. Còn đây không phải là một cái banner quá tốt để chúng ta đầu tư quá nhiều nguyên thạch nha, tại vì sắp tới phía sau nó còn khá là nhiều nhân vật ngon. Ví dụ trong phiên bản 4.6 có khả năng sẽ rerun Furina, rồi nó vừa mới rip marketing nhân vật Alessino nữa, nên là Bi nghĩ là anh em nên cân nhắc cho thật kỹ trước khi mình roll nha. Rồi mình đến với banner vũ khí. Banner vũ khí kỳ này thì nhìn vô cái phần vũ khí 5 sao thì nó quá là ok rồi. Xích giác phá thạch đao là một cây kiếm rất là ngon, ngoài Noel với lại Ito xài rất là xịn ra thì còn rất là nhiều nhân vật khác có thể sử dụng được. Nói chung là không phải là tốt nhất nhưng mà nó vẫn là một cây sử dụng ok. Thứ hai đó là cây Uraku Mitsugiri. Cái cây này là cây kiếm trấn của con Chiori á. Thì cái cây kiếm này nó có tăng sát thương đánh thường nè, tăng sát thương kỹ năng nguyên tố nè, và nó còn tăng cái hiệu ứng lên gấp đôi nếu như mà có một con nhân vật hệ nham ở trong team nữa. Thì nói chung đây là một cây kiếm rất là tốt. Ngoại trừ Chiori với lại Abido sử dụng tốt ra thì chúng ta còn rất là nhiều nhân vật khác sử dụng ok, ví dụ như Ayaka cũng được, mà Ayato cũng được, mà Onaitam cũng được, Kaywin cũng được, rất là nhiều nhân vật kiếm đơn khác sử dụng cái cây kiếm này ngon. Nên là cái phần vũ khí 5 sao Bi sẽ chấm tối đa là 5 điểm nha. Còn bên phần vũ khí 4 sao thì chúng ta có 5 cây vũ khí thì mỗi cây sẽ là 1 điểm. Thì nhìn sơ qua chúng Bi không thấy có một cái cây vũ khí 4 sao nào ngon trong cái đợt này. Kiếm chuông thì chắc chắn không phải là mỗi kiếm ngon rồi, nên là Bi sẽ chấm cái này 0 điểm nè. Tay ơn của đồng thì mình sẽ cho khoảng Bi sẽ cho 0.5 điểm, tại vì ít nhất nó cũng có Hu Tao với lại Sang Linh xài cũng ok, nhưng mà Hu Tao xài là ngon nhất, còn Sang Linh cầm cái thương rồng thì rất là khó build chỉ số nhé, nên là chấm 0.5 điểm cái này thôi. Tiếp theo là Tây Phong Mật Điển. Tây Phong Mật Điển cũng là một cái vũ khí cũng khá là ổn thôi, chứ nó không phải là một cây vũ khí quá ngon, ổn thôi nhé. Tây Phong Mật Điển thì hiện tại có những con như là con Salot nè, hay là con Sang Jun nó cũng xài được, thì hoặc là Baiju, nhưng mà nếu mà cầm mấy cái này thì phải build thêm tỷ lệ nữa, nó cũng hơi cực chút xíu, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được nhé. Nên là Bi cũng chấm cái cây này một cái 0.5 điểm luôn. Rồi cây tia sáng nơi hẻm tối với lại cây thợ săn hẻm tối là cái cung với cái kiếm đơn đó, thì
rất là ít con nhân vật sử dụng được, và Bi cũng không đánh giá cao hai cây vũ khí này, nên là Bi chấm hai cây này không điểm luôn nha, tại vì quá ít nhân vật sử dụng được. Nên là cái bên cái phần vũ khí 4 sao thì mình có tổng là 1 điểm ha, cộng với lại cái phần vũ khí 5 sao là mình có tổng cái banner này là 6 điểm nha. 6 điểm thì nó cũng chỉ là một cái số điểm ở cái mức trung bình thôi nha anh em. Thì nhìn chung thì banner này cũng không phải là một cái banner quá đẹp đâu, nói chung là một cái banner không xấu đó, nếu mình không muốn nói xấu thôi, chứ nó cũng không phải là một cái banner tốt. Cho nên là thật sự nếu như mình cần xích giác, dù như các bạn nào có Ito hoặc là Noel hoặc là các bạn có Chiori hoặc là Amado, các bạn cần những cây vũ khí 5 sao thì các bạn có thể đầu tư nguyên thạch để các bạn lấy. Còn ngoài ra thì nếu như chúng ta chơi những con nhân vật khác, ví dụ như các bạn chơi Ayaka, Ayato, Kewin gì đó, Onatime gì đó, là những con kiếm đơn khác mà các bạn muốn lấy cái cây kiếm đơn này về để cho tụi nó sử dụng thì Bi nghĩ không nên. Các bạn nên đầu tư nguyên thạch để lấy trấn của bản thân của nó sẽ ngon hơn rất là nhiều ha, nó sẽ mạnh hơn, tại vì trấn của con nhân vật đó là tốt nhất dành cho nó. Và bên phần cây trọng kiếm, cây xích giác cũng vậy luôn ha. Tức là nếu như các bạn chơi những con trọng kiếm khác thì các bạn cũng nên đầu tư nguyên thạch lấy cây trấn của nó còn hơn là lấy cây xích giác về, trừ khi các bạn có Ito hoặc là Noel thôi nhé. Cuối cùng là chúng ta có một cái banner mới, banner này có tên là banner sử ký nha anh em. Banner này thì theo những cái thông tin mấy bữa mình có Mihoyo nó có đăng lên và mình cũng đã biết rồi ha. Thì cái banner này nó là định chuẩn 1:1, nó sẽ giống như cái banner nhân vật, tức là các bạn lệch xong rồi thì cái lần sau khi các bạn định chuẩn xong các bạn lệch á, thì cái nổ vàng tiếp theo chắc chắn sẽ ra cái vật phẩm mà các bạn định chuẩn. Và nó có trong cái banner này nó sẽ có hai phần, là một bên là vũ khí, một bên là nhân vật nha. Nếu như các bạn định chuẩn nhân vật á, thì nó chỉ ra nhân vật thôi, hoặc nó lệch nó cũng ra nhân vật, mà nó trúng thì nó cũng ra nhân vật. Còn nếu như các bạn định chuẩn vũ khí á, thì nó lệch nó trúng gì thì cũng chỉ ra vũ khí thôi nha, tức là nó định chuẩn cái nào thì nó chỉ ra cái loại đó thôi, chứ nó không ra cái loại còn lại nha. Ví dụ như ở đây bên banner nhân vật sắp tới chúng ta sẽ cái banner sử ký sắp tới chúng ta sẽ bao gồm những 6 con nhân vật, đó chính là Yula, Mona, Abedo, Kali, Đi Lực với lại con Jin. Thì ví dụ nếu như các bạn định chuẩn Yula, các bạn trúng thì chắc chắn là nó ra Yula, nhưng mà nếu như các bạn lệch đó thì nó sẽ ra 5 con còn lại trong cái banner này, ví dụ như là Mona, Abedo, Kali, Đi Lực, Jin đó. Còn vậy thì định chuẩn cái con nào thì lệch sẽ ra những cái con còn lại nha anh em. Bên cái phần vũ khí nó cũng giống vậy luôn nha. Bên cái phần vũ khí thì các bạn định chuẩn cây vũ khí nào thì nó sẽ lệch ra những cây vũ khí còn lại. Thì sắp tới trong cái banner này nó sẽ bao gồm những cây vũ khí 5 sao nào nè. Những cây vũ khí 5 sao nào, ở đây nó cũng có ghi nè. Ở đây nó có ghi rất là nhiều cây vũ khí 5 sao. Ví dụ như là Hải Đăng Bờ Biển Lâu nè, Tiếng Gió Trong Rừng Thông, Con Đường Thợ Săn là cái trấn của con Tanari đó, Thiên Không Kiếm nè, Phong Ngưng Kiếm nè, Đường Cùng Của Sói nè, Thiên Không Kiêu Ngạo, Xuống Sống Thiên Không, Biển Tích Tây Phong, Quyển Thiên Không, Con Đường Thợ Săn, Cánh Thiên Không. Đấy, đây là tất cả những cây vũ khí 5 sao ở trong cái banner này nghe anh em. Và trong cái banner này thì bên phần nhân vật, những cái con nhân vật 4 sao nó xuất hiện là nó sẽ bao gồm những con như là Mika, Rosaria, Sụp Râu, Dauna, Noel, Bennett, Pixel, Amber, Raizo, Keiya, Barbara với Lisa. Thì nó mà ra nhân vật 4 sao thì nó chỉ ra những con này thôi, nó sẽ không ra những con khác nha anh em. Còn bên phần vũ khí 4 sao thì sẽ bao gồm là Tia Sáng Nơi Hẻm Tối, là Tiếng Thác Của Rồng, Kiếm Tế Lợi, Kiếm Sáo, Kiếm Tây, Cung Tây Phong, Vũ Tài, Đại Kiếm Tế Lợi, Kiếm Chuông, Đại Kiếm Tây Phong, Thương Tây Phong, Tây Ương Của Rồng, Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối, Chiêu Tâm, Mảnh Chương Tế Lợi, Chương Nhạc Lang Thang, Tây Phong Mật Điện, Điệu Vang Ban Đêm, Thợ Săn Hẻm Tối, Cung Rỉ Sát, Cung Tế Lợi Tuyệt Huyền và Cung Tây Phong. Đấy, bên cái phần vũ khí thì nó chỉ ra những cây vũ khí này thôi. Ví dụ như bạn nào mà muốn có cây Ánh Trăng Seaport thì các bạn don cái banner này nó không bao giờ ra cây đó được, tại vì ở đây nó không thông báo có cây vũ khí đó nha. Thêm một cái điều đang cần lưu ý nữa là Bitty ở trong cái banner này nó hoàn toàn riêng biệt với lại cái banner vũ khí và banner nhân vật hiện tại nha anh em. Nó không có liên quan gì tới đó trong cái Bitty, trong hai cái banner đó, và nó cũng không có liên quan gì tới cái Bitty trong banner thường luôn nha anh em. Bitty của cái banner này nó là riêng biệt, không có chung với bất kỳ một cái banner nào khác. Đó là cái điểm các bạn cần ghi nhớ. Cái điểm các bạn cần ghi nhớ thứ hai nữa là cái banner này khi mà cái banner này là nó chỉ bảo lưu Bitty thôi, nó không bảo lưu cái định chuẩn. Nó giống như cái banner vũ khí, tức là khi mà nó qua một cái banner mới á, thì cái định chuẩn nó sẽ reset. Khi mà cái định chuẩn nó reset thì các bạn mất luôn cái bảo hiểm. Ok, tức là banner này các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là nó bảo lưu Bitty. Ví dụ các bạn đang có 70 Bitty mà nó chưa nổ vàng, thì qua banner tiếp theo các bạn vẫn còn 70 Bitty, các bạn roll thêm 10 Bitty là 80 Bitty thì nó sẽ nổ vàng, kiểu vậy đó. Còn cái bảo hiểm á, là nó sẽ mất luôn, tại vì nó reset cái định chuẩn nên là nó mất luôn cái bảo hiểm nha. Nên là khi mà chúng ta đầu tư roll cái banner này thì các bạn cố gắng roll làm sao để lấy được luôn cái vật phẩm
mà các bạn, cái vật phẩm 5 sao mà các bạn muốn, để tránh cái tình trạng là qua bên nơi mới rồi các bạn mất luôn cái bảo hiểm, nó rất là uổng nha. Và cái điểm lưu ý thứ ba là hôm qua trong cái buổi livestream thì cũng có một bạn đặt ra câu hỏi là ví dụ định chuẩn nhân vật hoặc là định chuẩn vũ khí cái gì đó, định chuẩn nhân vật hoặc là định chuẩn vũ khí, nếu như mà mình bị lệch xong, mình đã có bảo hiểm thì mình hủy định chuẩn rồi mình xong rồi mình hủy định chuẩn, mình định chuẩn cái còn lại thì nó có bị mất bảo hiểm hay không đó. Ví dụ mình định chuẩn Yula xong mình roll lệch Yula xong rồi mình hủy, mình chuyển sang định chuẩn vũ khí thì mình có được bảo hiểm hay không, thì cái câu trả lời là không nha anh em, tại vì hủy định chuẩn là mất luôn cái bảo hiểm nha, nên là anh em cần lưu ý nha. Tức là đã định chuẩn nhân vật rồi thì phải roll cho bằng được nhân vật 5 sao đó, hoặc là định chuẩn vũ khí 5 sao nào thì phải cố gắng roll được vũ khí 5 sao đó, chứ mà roll lệch xong rồi tưởng hủy định chuẩn rồi qua định chuẩn cái còn lại để lấy bảo hiểm là không có đâu nha. Hủy định chuẩn là mất luôn bảo hiểm nha anh em. Thì đấy là những cái thông tin trong cái banner nửa đầu phiên bản 4.5 ha. Thì rất là hy vọng là những anh em nào mà muốn đầu tư vào những cái banner này thì anh em sẽ may mắn trúng ray, lấy được cái vật phẩm mà mình muốn nha. Còn bây giờ chắc là xin chào và hẹn gặp lại các anh em vào những video sau nha. Nếu anh em thấy video của Bi hay thì đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bi nhé. Xin chào. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present.